Không biết là những anh em nào xem video có ai cái biết cái hội lẩu cua đồng không nhỉ? Nếu các bạn biết trong đấy có cái gì, các bạn hãy comment ngay bên dưới video nhé. Và đây chính là sản phẩm lẩu cua đồng đang tới với các bạn. Rồi, hôm nay thì bọn mình cosplay là cô gái Trung Hoa và bọn mình sẽ chơi bộ môn à, các bạn thích chưa? Ok, ăn thì ăn. Ê, khoan đã, Tony nó có hai cái mắt to hơn so bình thường đúng không? Rất hợp luôn đó các bạn. Mà Pazo đang bú sữa tại vì Pazo bảo là uống gì thì bổ nấy, tại vì Pazo sắp tới sẽ muốn con mình không bị chết đói. Mệt. Thế cái vụ lấy chồng tại sao mày không công khai mọi người? Mày sợ không ai follow Facebook nữa đúng không? Biết này, ai cũng biết mà. Ba tàu phớ à? Vâng ạ, lâu lắm mới thấy tàu phớ. Phớ ngọt lắm. Ừ, anh ăn chè đỗ đen. Khác biệt tí anh em mình share chứ. Chè đỗ đen ạ, cháu chè đen. Có thể là hai tàu phớ, hai chè đỗ đen à? Ba đứt. Đúng là không có não. Mà thấy mình ăn chè đỗ đen cũng đúng theo. Trong đầu là có 5 đứa nhỉ? Ủa? Một đứa trong bụng con gì nữa? Ê! Một đứa trong bụng này. Một đứa trong bụng. Tên gì đấy? Tên Vinh đặt cho giống bố nó. Tên là Vinh chó. Đấy, thấy chưa? Đặt giống bố nó mà. Một tàu phớ rồi. Ai là nhựa là không bảo vệ môi trường. Thế dùng bằng cái gì? Thế đang cầm cái gì trên tay đây? Thế có cái gì lông ở trong kia đấy? Thế bên trong có cái gì? Thế cái này là cái gì? Đúng. À. Cái silicone ở đây là cái gì? Nên là để bảo vệ môi trường thì há mồm ra cô xúc trực tiếp vào mồm ăn. Hợp lý nhé. Bắt đầu là mẫu nào. Thế nên các bạn thấy không, vì bảo vệ môi trường nên không có đeo, bây giờ nó mới có đứa thứ ba đây. Và giá tổng cộng 4 cốc bao tiền cô? 40.000. Trả tiền đi Tú, 40.000 này. Thằng này hai ngón này tao đập cho bây giờ. Các bạn ơi. Bà Dô khi nãy ăn xong dắt một cái sợi gì ở răng ấy, xong rồi đang đang tìm cách kéo ra. Đấy, bây giờ đang phải make up. Các bạn nhìn Pazo make up này. Cái đèn son. Pazo làm vỡ cái kính camera của P40 Pro rồi các bạn. Zoom lên đây có nhìn thấy nét vỡ. Có. Cô nó bị chật chật luôn này. Sao? Chết rồi, người ta làm xong người ta quay video người ta nghịch nghĩa các kiểu rồi. Thì phá cái điện thoại của người ta bây giờ thì chịu rồi. Sao nhở? Mặc váy có bầu như này trông buồn cười nhỉ. Mình xin confirm là Pazo có bầu nha các bạn. Nhìn là bụng phẳng này, bầu thì... Vãi cái bụng phẳng. Đâu chứng minh đi. Tóc thì là tóc, cũng là người của có chồng rồi, lập gia đình rồi. Mặc cũng là một phong cách của có bầu. Chả bao giờ có chuyện mà gái còn trẻ trung mà lại như thế này. Nhanh như vừa đúng không Kiên? Đúng ạ. Đúng Tú. Nãy giờ ngồi này bây giờ chuyển quỳ như bản năng rồi. Ừ đấy, thói quen rồi mà. Rất là xịn. Và có rơi xuống mình thì nó cũng không bị làm sao hết. Đấy thưa các bạn, bây giờ Pazo mình sẽ kể cho câu chuyện đó là sau khi đó Pazo đã bắt đầu báo tin cho người đàn anh của mình đã làm vỡ mất cái P40 Pro. Bây giờ Pazo đang rất khóc lóc năn nỉ để mà muốn mượn con này của mình để mà, đúng không? Nói đi. Làm màn cháo điện thoại. À bây giờ chị ảo thật nhé. Ừ. Đây các bạn nhìn thấy đằng chiếc P40 Pro màu xanh đúng không? Và nó bị vỡ camera. Bây giờ mình sẽ làm ảo thật để đổi nó thì màu bạc và camera rất là nhạt. Bỏ ra nhắm mắt vào. Không, mọi người xem nhắm mắt vào đi. Mọi người xem video nhắm mắt vào. Mặt vẫn chưa hết buồn các bạn ạ. Các bạn nhớ nhìn vào mặt đấy nhá. Vẫn chưa hết buồn, thôi mình zoom vào mặt nhá. Ok. Bạn nào nhìn lên đây Pazo. Mặt nào, mặt nào. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn. Quạt. Ăn cứng. Mình không muốn công khai chuyện tình cảm đâu, nhưng các bạn nhìn đi, Pazo cứ dùng đồ của mình thôi, đeo túi, dùng điện thoại của mình. Tại vì trong này có nhiều điện thoại quá. Này em yêu, em đừng có để làm như thế được không? Anh không thích đâu. Em không thích em móc đồ của anh. Alo. Móc cái khác. Vinh đẹp dai. Cảm ơn em đã nói được sự thật nha. Đấy Pazo tự nói nha các bạn. Bây giờ ta đi ăn gì hả Pazo? Ăn gì cũng được. How about em? Ăn cước. Em ăn cước hả? Đấy, các bạn biết Pazo thích ăn gì rồi. Pazo là học sinh của Huấn Hoa Hồng mà. Mặc cái bộ váy bầu này xong rồi còn kêu gì nữa. Khiếp thật, các bạn có thấy giống váy bầu các bạn comment ngay bên dưới. Baby doll. Baby doll là loại gì? Biết. Là búp bê baby. Chỉ biết mỗi baby shark thôi. Baby shark tu 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 tu. À, nhảy bay đấy đi. Mấy tuổi nhảy bay đấy?
bây giờ người ta phải nhảy sexy dance. Nhảy đi sexy dance xem nào. Cũng không biết nhảy luôn. Thế cái loại này nó dở dở gương, chả trẻ mà chả già. Thôi đừng quay hình ảnh trẻ trâu này lên, các bạn lại tưởng có 2k2. Ừ. Cân nặng đúng không? Gì? Nhìn cái gì? Trời, em thích ăn phần nào nhất? Trời, đánh trắng mình ăn trứng. Em thích ăn phần nào nhất? Trứng. Thích ăn trứng lòng đào à? Ừ. Nó là kịp lòng đào, nó vẫn nguyên vẹn mà. Xong rồi đến cà chua. Thích ăn cà chua hả? Có ăn cà ông giặc không? Chưa hiểu. Cà ông giặc. Cà ông giặc là gì? Cũng là một loại cà khác thôi. Ăn không? Chua cơ. Thích loại chua hả? Cà ông giặc chua ăn không? Ăn tiếp gì nào? Ăn hành. Đúng rồi. À không, phải giúp con ăn hành các bạn ạ. Bởi vì ngày xưa stream game ăn suốt. Em bắt đầu stream lại đi. Đấy, chuẩn bị này. Cầm tay stream lại nào. Stream lại đi. Stream lại lâu rồi. Để xin sò ạ. Ờ, mình chỉ cần sò thôi để nạp FIFA chứ cần gì. Vỡ trứng rồi. Thôi, Pazo vỡ trứng rồi. Có một buồng thôi. À hay. Ăn cái gì mà nhìn đi. Ăn cướp. Mày trốn tao. Rồi, như vậy là Pazo đã về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Pazo đi quay tay với bọn mình. Video gì đấy? Hả? Video gì để xem? Rồi, và hẹn gặp lại Pazo trong video lần sau nha. Trên kênh gì? Mẹ bỉm sữa. Trên kênh 15 nha.